Hôm nay Bitcoin tăng giá, vừa bán đi một ít, bán được có 4 triệu 869 nghìn. Trời ơi, mình nghèo quá. Trời ơi, hôm nay đây, today, lúc 10 giờ 47. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào xem Bitcoin tăng giá như thế nào nhé. Ok, thì chờ một lúc thì tiền nó cũng vào. Đây mình có đút vào khoảng 0.02 thì số dư hiện tại của mình tương đương với 5.020.000. Bây giờ mình sẽ tiến hành bán cái số tiền này đi. Thực ra là chờ mất khoảng khoảng gần 1 tiếng đồng hồ tiền nó mới vào ấy. Để biết rằng là đây mình sẽ bán nhanh nhá, mua và bán nhanh thôi, bởi vì đối với mình nó vài đồng này nó không đáng kể, chỉ là chẳng qua là làm clip cho các bạn xem thôi. Để ra mình cũng không cần phải đặt số gì cả, bán Bitcoin này à, số Bitcoin đấy à, mình sẽ mình sẽ bán theo kiểu bán nhanh, mua bán nhanh này. Đây mình chọn mua bán nhanh, bán nhanh. Cái kia là đặt giá, có nghĩa là bạn kỳ vọng giá thêm. Vì là mua bán nhanh, đâm ra giá của mình hiện tại chỉ là 4 triệu 874 nghìn thôi. Đâm ra giá mua bán nhanh nó sẽ khác với việc bạn kỳ vọng, cộng với là đồng giá Bitcoin nó sẽ lên xuống liên tục. Bitcoin này, bây giờ Bitcoin này chưa đang hai sắp xếp này nhìn. Có nghĩa là đại khái các bạn hiểu rằng là bán đi thì nó sẽ không, nó đang bị xuống. Đây mình sẽ cho các bạn xem quá trình là Bitcoin nó đang không này. Đấy, giá của nó ấy, giá mua vào của nó ấy, có nghĩa là giá bán ra của nó là 2.500.000. À đây, giá mua vào đang xuống ấy. Đây các bạn nhìn này, bắt đầu xuống ấy. Đấy, bắt đầu dập dịch này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại giá để xem là 4 triệu 874 đúng không? Mình sẽ kích lại mua bán nhanh một chút. Sẽ mua bán nhanh để cho được một cái giá tốt nhất, bán nhanh coi. Đương nhiên bán nhanh như này 4 triệu 871. Đương nhiên là bán nhanh như này các bạn sẽ rất là thiệt thòi. Đấy. Nhưng mà thôi, làm clip cho anh em thì phải bán nhanh nhá. Bán nhanh. Xác nhận. Ok, cảm ơn bạn bán này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành rút nạp về 5 đồng. Đây thì đã. Đợi đợi à quên, đợi một chút để nó bán. Cái số tiền này nó đang bán, nó mới đang bán thôi, nó chưa giao dịch xong. Thì đợi một chút nữa thì nó bán. Sau khi nó bán xong thì mình sẽ thử rút ra xem nó có nhanh không. Để giờ đại khái là à, mình đang bán theo tốc độ nhanh thì xem nó có bán nhanh không. Nhưng mà với tốc độ này thì mình thấy là nó cũng à đây, bán khá nhanh, bán xong rồi. Đúng là bán nhanh nó khác, khá nhanh. Bây giờ mình sẽ rút à, mình sẽ chọn sẵn ngân hàng của mình. Đây à, mình sẽ chọn sẵn ngân hàng mà thôi mình chọn bán rút tiền này. Chọn ngân hàng Vietcombank của mình, số tiền là đây mình sẽ rút sẵn số tiền này của mình ra đấy, phí là các bạn hai hai nghìn hai nhé. À, chọn tài khoản đã lưu này đấy, có 4156 là cái tài khoản mà chủ tài khoản Việt Vietcombank của mình đã từng bán rồi đấy, mình sẽ ấn tiếp tục. Nguyễn Thanh Duy chủ tài khoản 561 là tài khoản Vietcombank của mình đã từng bán ở đây rồi. Đây số tài khoản nhận, mình sẽ nhận được là 4 triệu 869 nghìn 800 đồng. Ok, xác nhận. Ok à, link xác nhận sẽ gửi vào mail. Thì cái này chúng ta chờ một lúc à, mình sẽ check mail, sau đó chúng ta sẽ quay lại một chút nhé. Ok, thì mình đã xong mail confirm xong, thì mọi thứ đã xong. Bây giờ mình chỉ cần chờ là nó sẽ tiến hành về ấy thôi. Thực ra nó chưa hoàn thành. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái giá mà Bitcoin chúng ta phân tích của ngày nay. Đó là chủ đề chính. Chủ đề chúng ta sẽ phân tích là giá Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Thì đã có nhiều clip ở đầu năm mình có làm cho các bạn. Khi mà đầu năm 2019 lúc ở khoảng 4.000, 3.000 đây. Đây những năm đầu năm của những năm 2019. Đây. Cái tháng 3 ấy, tháng 2, tháng 3 ấy. Mà lúc cái tháng Tết của chúng ta ấy, nó rơi vào khoảng 3, 3.000, 4.000 này. Thì mình có bảo là lúc đấy mình có bảo là năm nay thì vì là mình sao Thái Bạch, bây giờ mình sẽ dồn hết số tiền mình có
để mình mua Bitcoin ở thời kỳ 3.000-4.000 này đấy. Các bạn đã, nếu như bạn nào xem kênh của mình nhiều thì các bạn đều biết cả. Thì bây giờ thì đương nhiên các bạn nhìn này, từ đây đến đây nó tăng gấp mấy lần. Ok, nếu như mà thời điểm đấy mình cứ cho là các bạn mua khoảng 4.000 thì bây giờ nó khoảng là 10.000 đi. Mình chưa nói là nó đã lúc 10.700 đã đến lúc 11.000 rồi. Vậy là nếu như bạn bỏ 4.000 thì trong vòng có vài tháng thôi là các bạn đã có bao nhiêu? 6.000 khoảng, cứ cho là 6.000 đi, mình cũng 6.000 nhân đôi, chúng ta sẽ có khoảng rơi vào khoảng 140 triệu. Có nghĩa là chỉ trong vài tháng chúng ta đã có thể kiếm 140 triệu mà các bạn không cần phải làm gì. Và trong quá trình mình, tại sao mình lại nói cái đoạn này sau cái khi cái quá trình mình vừa làm vừa thanh toán cái số tiền Bitcoin này của mình, tại sao? Bởi vì mình muốn thể hiện cho các bạn thấy rằng là rằng là cái việc bán này nó là thực tại. Đây đang chờ xử lý nhé. Việc này nó là thực tại. Đây nó việc mình chuyển về tài khoản Vietcombank của mình nhé. Đó là có sự thật chứ không phải là không thật. Lưu ý là nó dựa vào cái giá của thời điểm hiện tại. Nếu như 4.000 mà nhân với giá, ví dụ như bây giờ là 10.000 đúng không? 10.000 thì 10.700 thì tương đương khoảng là 250 triệu đúng không? Khoảng tầm đấy. Còn để cho các bạn hiểu rằng là cái điều này thì có nhiều bạn không tin này, đâm ra cái đoạn này chúng ta cần phải thống nhất với nhau rằng là cái việc tăng giá này là nó có thật và chúng ta có thể đổi ra tiền Việt Nam thật, bởi vì rất nhiều bạn đã không tin ở điểm này. Thế là đầu tiên là mình phải làm cái đoạn này để khẳng định cho các bạn biết rằng là cái việc này chắc chắn rằng chúng ta bán được với giá cao hơn, rút về tiền cao hơn. Nếu như mà thời điểm này bạn có 4.000 thì ở đây các bạn sẽ có khoảng là 140 triệu. Đấy, mình nói chưa ra một con số chính xác, chỉ trong vòng vài tháng. Có nghĩa là bạn đây, từ tháng 3 cho đến nay là tháng 6, 3 tháng. Ok, 3 tháng nhận 140 triệu. Các bạn nghĩ sao? Không cần phải làm gì. Các bạn không cần phải làm gì, đúng không? Các bạn có phải làm gì không? Chả làm gì ngoài việc là các bạn mua cho mình một đồng Bitcoin và sau đó ngày hôm nay bán đi. Thực ra đấy cũng là một phần các bạn sẽ rất là ok, ôi sướng thế, đi mua Bitcoin, ôi ông này thế này thế kia, rồi ôi sướng thế, được nhiều tiền. Thực ra các bạn nhầm hết chỗ đoạn này. Đoạn này mình lại phân tích tiếp để cho các bạn biết cái điều này ấy, thì trong cái quá trình từ cái tháng này đến tháng đây là tất cả những cái lộ trình của nó, việc tăng giá lên xuống như này đều ở trong những cái clip như kiểu này mình đều làm cả. Nếu như bạn theo dõi kênh của mình thì đều làm cả, tất cả đều mình có đều có dự đoán cả. Khi đến 5.000 mình vẫn bảo các bạn là ôm đi, khi mà nó giật lên 7.000 bảo là chờ một chút, khi nó giật xuống thì các bạn ôm đi, sau đó thì nó giật tiếp lên 8.000 thì chờ một chút, sau đó nó sẽ giật xuống rồi các bạn ôm đi, sau đó thì nó lại tiếp tục lên đây, xuống cái này, sau đó giật lên giật nó lại xuống, thì mình lúc đấy mình luôn luôn bảo các bạn rằng là chờ một chút sau đó thì ôm. Thì ở thời điểm hiện tại nó cũng vậy. Trong vòng một ngày nay thì là mình các bạn hối mình quá. Thì các bạn nhìn thấy đây, nó đã từng lên đến 11 và bây giờ đang chiều xuống lại lên. Các bạn nhìn này, xuống lên. Đấy, thực ra trong vòng một ngày thôi. Chính ra một ngày nay nó tăng rất là mạnh khi nó đang từ 9.000 đẩy lên. À, từ ngày hôm qua ngày hôm nay. Tăng chủ yếu là ngày hôm qua các bạn. Đây, tăng chủ yếu sẽ là ngày hôm qua. Ngày 22 đang 9.000, một phát giật lên 10, 11 luôn, tăng 10% trong vòng một ngày. Một ngày các bạn lãi như thế này là quá nhiều. Nếu như mà thực ra các bạn có nhiều bạn sẽ nghĩ là ủa, tăng có 10% trong một ngày là cái gì? Các bạn lưu ý rằng là cái việc mà chúng ta gửi tiền tiết kiệm vào trong ngân hàng ấy, chúng ta đang mất một năm, mình cứ cho là các bạn gửi cao được khoảng 8% một năm. Mà trong khi đó đây là tăng 10% một ngày. Đối với bạn ít tiền thì không nói làm gì, nhưng có những người họ bỏ rất nhiều tiền ở trong Bitcoin này. Ví dụ như cái sàn giao dịch này nó có khoảng rất nhiều tiền, cái lượng tiền của nó rất nhiều ở trên này thì chẳng hạn. Thì vậy thì đối với những cái sàn như vậy thì nó mới là một câu chuyện, chứ còn các bạn ở đây thì khó hình dung lắm. Chúng ta ít tiền thì khó hình dung về vài phần trăm, ôi 10%, các bạn sẽ khó hình dung ra một điều đấy. Ok, cái mình muốn nói tiếp theo là nếu như mà thực ra cái chốt của video đó chính là
mình định nói là tin tức về Bitcoin nó tại thế này thế kia, nó tăng giá rồi thế này thế kia thì nó tăng giá. Cái điều thực ra là cái bản chất mình vẫn hiểu biết thừa là nó sẽ tăng, nhưng mà chẳng qua mình không biết lúc nào nó tăng. Cái lần mà mình làm video ở cái thời 7.000-8.000 này, lúc nó tăng lên 7.000-8.000 mình cũng bảo rồi, mình biết chắc chắn là nó sẽ về 10.000, nhưng mà mình không thể biết chính xác là thời điểm nào nó về 10.000, bởi vì như thế thì nó sẽ rất, nó như thế thì nó giỏi quá, tôi đi làm thầy bói luôn, tôi mỗi lần qua 6:30 là tôi ấm áp luôn chứ đừng đùa luôn. Cái đấy là giỏi quá thì chắc chắn là không thể, nhưng mà mình bảo nó sẽ lên 10.000 là nó chắc chắn nó sẽ lên 10.000. Thì sao? Bởi vì sao? Bởi vì nó vốn là cái lịch sử nó lặp lại. Như các bạn biết, những năm 2017 mình đã theo dõi, mình đã chơi Bitcoin từ rất lâu, đâm ra cái lịch sử nó lặp lại. Nó đã có từng thời điểm nó lên 10.000-11.000 có ở tháng 5 năm 2018. Thời điểm đấy nó đã lên 11.000 chứ không phải là không có. Sau đó thì nó sẽ dập xuống rất sâu. Và mình thấy là đây là thời điểm mà nó là thời điểm mà các bạn có thể bán ra được, và mình đang kỳ vọng là thời điểm này thì nó sẽ lại lịch sử lặp lại, có nghĩa là dập xuống rất sâu và không thể tăng được nữa. Trong thời điểm này 10.000-11.000 thì về cá nhân mình nghĩ là không thể tăng được nữa. Cái này là cái mà các bạn đây, bán xong rồi, hoàn thành xong rồi, bán khá nhanh tất cả mọi thứ. Thực ra chuyển tiền về tài khoản Việt Nam thì là khá nhanh, chứ còn cái khâu mà mình sợ nhất là khi mua và bán ở trên này này, bán thành tiền Việt ấy, thì nó mình sợ nhất là khi giá lên cao thì nó bán thành tiền Việt nó khó, chứ còn chuyển tiền về thì mình nghĩ là nhanh. Ok, thì thực ra cái sàn này thì chẳng qua mình áp dụng Việt Nam để xem như thế nào thôi, chứ còn thực ra về cơ bản là đà nó vẫn là đà tăng. Các bạn có thể nhìn thấy là đà rất là đà tăng. Thực ra thế này, có rất nhiều bạn hỏi mình mà lên thời điểm này là bán hay là mua, thì mình khuyên các bạn là thời điểm này thì lên bán, và sau đó thì chúng ta sẽ chờ để mà mua vào. Đằng nào chúng ta vẫn phải mua lại mà, bởi vì bán đi thì các bạn làm gì, cầm tiền đi đá phỏ à? Thế thì không được đúng không? Thì đằng nào chúng ta vẫn phải mua lại. Đương ra ở thời điểm này thì các bạn nên bán, sau đó thì chờ nó xuống thì chúng ta mua vào. Còn lý do tại sao nó tăng giá thì các bạn có thể đọc, nhưng mà bản chất thì mình biết thừa là nó sẽ tăng lên tầm 10.000, hơn 10.000 rồi. Cái đấy là điều đương nhiên rồi, vì cái lộ trình những video trước nó liên quan đến những video trước rồi. Nhưng nó không giống như ngày xưa quá nhiều, bởi vì khi ngày xưa những cái quá trình tăng giá này, việc mà mình bán ngày xưa ấy thì đương nhiên là cái sàn Việt Nam này nó chưa có đâu, thằng Bitmoon này nó chưa có. Ví dụ như là sàn Việt Nam, thằng Bitmoon này, những sàn Việt Nam nó chưa có. Ngày xưa thì mình đa phần giao dịch ở sàn nước ngoài là nhiều. Thì khi mà giao dịch sàn nước ngoài mà nếu chẳng may nó lên cao như này thì mấy thằng đấy nó hay đơ. Thì mình cũng giao dịch một số sàn nổi tiếng thì nó cũng không sang, nhưng mà về cơ bản mình cảm thấy nó hoạt động cũng không trơn tru. Có thể là do những cái năm đấy là những năm đầu, mọi thứ nó còn bỡ ngỡ về người ta về Bitcoin, thì có thể là nó sẽ không làm không tốt. Nhưng bây giờ thì gần như là Bitcoin đã khá là tốt rồi. Các bạn chơi Bitcoin ở thời điểm này là khá là ok hơn so với ngày xưa, vì có nhiều sự hỗ trợ, kiến thức của mọi người về Bitcoin đều có. Nói chung là mọi thứ nó đều ok hơn hết rất nhiều so với ngày xưa khi mình chơi ấy, nó khá là vất vả. Nhưng mà lúc đấy thì mình lại có thể sử dụng kiếm Bitcoin dễ hơn, kiếm miễn phí Bitcoin thì dễ hơn là thời điểm bây giờ. Cái gì cũng có giá của nó thôi. Thời điểm bây giờ thì các bạn sẽ không kiếm miễn phí được nữa, mà chúng ta phải tập trung vào việc mua và bán là nhiều. Các bạn xào đi đấu lại nếu như các bạn muốn, thì ở thời điểm này các bạn phải bán ra, sau đó xuống thì ra mua vào, sử dụng chính bằng cái sàn này cũng được. Thì link cái sàn này mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới để cho các bạn. Ok, tạm biệt các bạn.